Xin chào cô chú anh chị em và các bạn đã đến với kênh My Paris Cuộc Sống Pháp. Thì hôm nay gia đình mình sẽ đi tham quan lâu đài UC hay còn gọi một cái tên khác là Người Đẹp ngủ trong rừng, giống như là tên trong một cái câu chuyện của Vũ Tích. Thì cái lâu đài UC thì nó không giống như nhiều lâu đài ở thung lũng sông Loa. Thì UC nó không được xây dựng trong thời kỳ phục hưng và để làm nơi ở cho giới quý tộc. Thì cái quá trình xây dựng thì nó kéo dài đến cả 1.000 năm nghe cả nhà. Vì cái trong cái thời kỳ khó khăn này thì khi quyền lực của vua nước Pháp thì vẫn còn hạn chế, thì Touraine thịnh vượng đã xảy ra tranh chấp giữa các của nhà Blois và Anjou. Đó là thời điểm của các lãnh chúa gây chiến giữa họ và xây dựng thành trì. Thì bây giờ gia đình mình cũng đã đi sắp đến rồi cả nhà, thì mình cũng sẽ chỉ cho cả nhà coi phía bên tay trái mình đó. Thì ngày xưa người ta khoét sâu vào cái hang núi và người ta làm nơi đó để chưa làm hầm rượu cả nhà. Thì với vẻ đẹp của lâu đài UC thì nó được làm chủ đề cho một cái áp phích đường sắt ở Pháp, thì được xuất bản trên Chemin de Fer de Paris à Auckland vào những năm 1920, và là một trong số đó thì đã truyền cảm hứng cho Walt Disney tạo ra nhiều lâu đài Disney giống như ai cũng biết đến. Thì vào năm 1931 thì Bộ Văn hóa Pháp đã xếp UC là một di tích lịch sử. Còn thêm một điều mình muốn nói nữa là đó là cái lâu đài này thì nó giống như mình nói là trải qua rất nhiều chủ. Thì giống nếu ai có theo dõi những cái video trước thì coi là lâu đài Lodz cả nhà. Thì ở cái lâu đài này thì con trai ông Antoine de Guyenne đã kết hôn với Jeanne de Valois, con gái ruột của Charles VII và Agnès Sorel mà mình đã tham quan lần trước đó cả nhà, lâu đài 1.000 năm hôm trước đó. Thì vào năm 1462 thì người này đã kết hôn với con gái của cái vị vua Charles VII, và sau khi mà Antoine được nợ nần chồng chất và đã bán cái lâu đài này cho ông Jacques Espinay vào năm 1445. Thì bây giờ gia đình mình đã đến nơi rồi cả nhà. Thì phía đằng trước mình quay là lâu đài, nhưng mà do đến mới đến thì cũng chưa rồi đó, nên mình sẽ tìm chỗ để đưa các con đi ăn. Và bây giờ thì mình đang tìm nhà hàng. Thì phía bên đây là người chỗ, đây là một cái cửa hàng để dành để bán trang trí cho phía sát những cái bên Pháp, người ta hay trang trí những cái trước cái sân vườn hoặc là trang trí ở cái trước nhà của người ta những cái vật dụng dễ thương á cả nhà. Thì đây là cái cửa hàng người ta bán, nhưng mà đồ cũng không có rẻ lắm nha cả nhà. Thì bây giờ mình sẽ đi đến ông xã mình đã điện cho một cái nhà hàng đó, người ta nói là không có không cần đặt chỗ, nên là mình phải đi tới đứng trước để mình chờ tới 12 giờ để được vào. Thì bên Pháp thì 12 giờ mới được mở, người ta mới mở cửa và mình mới được vô nghe cả nhà, chứ còn sớm hơn 5 phút thì mình cũng không có nên, mình sẽ làm phiền người ta đó. Đúng 12 giờ mới được vô. Thì đi khi mà ngang bên đây gần cái nhà gần cái lâu đài thì nó có chỗ bán rượu, và chỗ đó thì rất là ngon luôn. Mình sẽ ghé và mua để về làm quà cho chị và bà nội. Thì đi tới một chút xíu cũng không có xa, thì mình sẽ vào cái nhà hàng giống như hồi nãy ông xã mình gọi điện đó. Thì nó cũng không có xa, nó chỉ cách mới một bên thôi nè. Thì sẵn mình quay cho cả nhà xem những cái đường phố bên đây nó rất là cổ và rất là đẹp. Thì đây là cái nhà hàng khách sạn của cái chỗ người ta, nhà hàng khách sạn mà người ta bán đồ cho mình ăn luôn đó. Thì bây giờ mình đã đang đứng trước cửa để mình đợi để tới giờ mình được vào ăn. Thì mình đến đây cũng là theo cái yêu cầu của con gái mình, tại vì con gái mình đọc truyện đó. Thì bé rất là tìm hiểu và bé biết được là cái lâu đài này nó giống như đã từng đọc đó, nên là bé muốn đến tham quan. Thì đây là món ăn mình của gia đình mình. Thì sau khi ăn thì cả nhà mình sẽ vào mua vé và tham quan lâu đài. Thì mình cũng thấy bên ngoài là rất là hoành tráng rồi đó cả nhà. Thì bây giờ mình sẽ, sau khi ăn xong thì mình sẽ mời cả nhà vào tham quan lâu đài với gia đình mình.
Đồ ăn ở đây rất là ngon cả nhà. Thì bây giờ thì cả nhà mình đã vào trước cái chỗ tiếp tân và mua ba đang mua vé, thì hai đứa bé thì sẽ không sẽ được miễn phí, tại vì 5 tuổi tới 7 tuổi là được miễn phí đây cả nhà. Thì trước khi vào mua vé trong cái chỗ quầy tiếp tân á, thì người ta có để những cái tờ quảng cáo về những cái lâu đài ở cái vùng này nữa, thì ai cũng biết ở đây là cái vùng Indoor này là rất 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 nhiều lâu đài luôn ha cả nhà. Và bây giờ ông xã mình đang mua vé và để vào bên trong để tham quan. Cái Thì gì hả? rồi sau khi mua vé xong thì mình đã vào bên trong nè cả nhà, À, một cái sự gì của choáng gì đây ngợp hả? và với sự hoành tráng và quá trời Ủa cái đẹp gì luôn ta? á, nên mình rất là choáng ngợp luôn. Thì con gái mình á, À, là để mẹ đây, để mẹ đòi quay cái, để mẹ phải đưa mẹ đây có cái giống như nha, mình chờ mẹ cái điện cái. thoại đó cả nhà, để mình đi tới đâu người ta sẽ giải thích cho mình biết là mình đang đi đến đâu và chỗ đó để làm gì. Thì mà mình phải trả cho 3 đồng cho một cái lần thuê đó. Thì đây là phía sau của cái phía ở ngoài cái nhà, vòng vòng của cái sân quanh quanh lâu lâu đài đó cả nhà, thì được trang trí rất là đẹp luôn, nhiều hoa hồng dữ lắm, mà khắp nơi đều có hoa hết, tại vì cũng có đang còn mùa hè đó cả nhà. Thì bây giờ mình sẽ đi dần lên, mình sẽ đi lên nhà, lên lâu đài để tham quan. Thì con gái mình nó đang cầm nó để nó nghe đó cả nhà, nó đang nghe coi mình người ta đang nói gì để nó hiểu á, thì bé rất là lắng nghe nha cả nhà. Thì trong lúc mình đi lên tham quan cái lâu đài thì mình cũng xin nói Cái đó là thêm với làm cả nhập nhà, hàng hả? thì sau cái thời kỳ khó khăn của cuộc cách mạng thì nữ công tước đã mua lại cái lâu đài này ha, và nữ công tước đó tên là Duras đã mua cái IC vào năm 1807. Thì con gái của bà là Félicie de Duras, là nữ bá tước Auguste de La Roche-Jacqueline. À, sau đó đã hoàn thiện các việc tạo cho IC diện mạo hiện tại bằng cách là xây dựng phòng trưng bày theo phong cách tân Gothic ở ngôi nhà phía Tây, và bởi cái tạo mặt đứng phía đông sân chính. Thì năm 1885 bà để lại di sản cho cháu trai của bà tên là Bertrand de Blacas. Chính gia đình K vẫn là chủ sở hữu cho đến ngày nay. Và gia đình K này đã quyết định mở cửa cho công chúng vào tham quan vào từ năm 1975 cho đến ngày nay. Thì đó là mở ra một cái trang lịch sử mới cho của lâu đài Duce. Thì trước khi vào tham quan thì người ta sẽ đưa cho mình cái bản đồ ha cả nhà. Thì cái con đường mà đầu tiên là mình sẽ đi thăm bắt đầu cái chuyến tham quan của mình, đó là mình tham quan vào nội thất và vòng quanh của người đẹp ngủ trong rừng như thế nào ha cả nhà. Và sau đó thì mình sẽ đi đến nhà nhà của bên nhà vua ở, và bên và kế bên nữa là mình, và sau đó mình sẽ đến nhà nguyện và hầm và chuồng ngựa trước khi, và mình cũng sẽ không quên đi xuống tham quan nhà tù ở của cái lâu đài này ha. Thì bây giờ mình sẽ mời cả nhà vào tham quan bên trong cái nội thất của cái những cái tạo là những cái hình ảnh của người đẹp ngủ trong rừng. Đây đây là phía phía dưới chân của nhà nhẹ của lâu đài đó cả nhà, thì có một cái chữ đây là nhà tù đó. Thì sau khi mình sẽ vào bên trong tham quan trước, và mình còn mà mình sẽ ra mình đi xuống thử cái tham quan ở dưới nhà tù nó như thế nào, thì nó nằm ở dưới chân của cái lâu đài này. Theo mình được biết thì đây là một trong những lâu đài tuyệt đẹp của vùng Indre-Loire. Thì đây là cái vườn mình đứng trên từ trên cao đó cả nhà, mình quay xuống cái vườn hoa của lâu đài cho cả nhà xem. Thì một hồi mình sẽ đưa cả nhà xuống dưới để đi gần hơn. Thì bây giờ mình đang chuẩn bị, con gái mình nó đang coi bản đồ, thì nó thích coi bản đồ lắm cả nhà. Thì nó dòm và nó muốn mà đi tham quan chỗ nào trước thì mình sẽ chiều theo con gái, giờ cũng muốn để con gái tự phải khám phá đó cả nhà. Bây giờ thì nó đã thấy được cái chỗ đi vào tham quan, cái chỗ mà nàng công chúa là người đẹp ngủ trong rừng đó, và bây giờ gia đình mình sẽ vào bên trong để tham quan. À, mình cũng xin chia sẻ với cả nhà, thì cái ai cũng biết đến cái câu chuyện cổ tích nổi tiếng đó là cái người đẹp ngủ trong rừng do Charles Perrault là tác giả. Thì đây là nơi mà ông đã rất thường xuyên đến để thăm lâu đài này, và ông viết lên câu chuyện này để muốn nói về cái lâu đài UC.
Lâu đài này mình thấy rất là rộng và nó rất là hoành tráng luôn cả nhà. Thì khi mà vào bên trong như thế này nó thì mình sẽ thấy những cái bậc cầu thang sắn ốc. Rồi nó rất là nhỏ nha cả nhà. Thì mình đi, nếu mà mình đi hai người đi lên đi xuống thì nó rất là chật. Thì bước lên đây là mình sẽ thấy được một cái toàn cảnh của cái vùng Indra rất là đẹp luôn. Mình ngắm vào cái có thể ngắm cái vườn này ha cả nhà, ngắm cái vườn hoa. Rồi mình đi theo cái lối mòn ở trong đó, nó sẽ có những có cái lỗ để mình nhìn ra ngoài đó. Đó thì bây giờ mình đang đưa điện thoại, mình đang quay phía bên ngoài là cả nhà nhìn thấy không, rất là đẹp luôn, có thể nhìn tận mắt mới thấy được cái vẻ đẹp của nó luôn đó cả nhà. Thì bây giờ mình chỉ chia sẻ, mời cả nhà xem qua màn hình thôi, chứ còn nếu mà các bạn mà có dịp đến đó, thì các bạn sẽ thấy được cái vẻ đẹp của nó rất là vĩ đại luôn đó. Thì những cái chỗ này á là có thể nói là phần cổ nhất ở lâu đài, nó cách đây rất lớn là hơn cả ngàn năm luôn đó cả nhà. Thì đây là những cái chỗ tái tạo, là giống như cho cái giống như cái người đẹp ngủ trong rừng đó cả nhà. Thì bây giờ mình sẽ cùng nhau đi khám phá nha. Thì đây mỗi một phòng như vậy này cả nhà được tái tạo với những cái hình ảnh khác nhau. Và mình vừa đi thì phía bên tay trái mình sẽ ngắm về phía bên, ngắm ra nhìn ra phía bên ngoài của cái lâu đài. Và bên tay trái mình mỗi một cái phòng như vậy thì sẽ tái tạo những cái hình ảnh khác nhau đó. Thì bây giờ mình sẽ theo cái pháo đài này cả nhà. Đó, ở bên trong cái vòng tròn này thì nó rất là rộng luôn cả nhà. Những cái cả nhà nhìn xem những cái đá này nè, nó rất là cổ dữ lắm luôn á cả nhà. Mình quay cho cả nhà xem. Thì đây cái bên đó là một cái đây là một cái nàng công chúa được mới sanh ra và được hoàng hậu là giống như là đưa cho gửi cho mẹ đỡ đầu đó, là những nàng tiên đó cả nhà. Đó thì được ngày xưa nằm trong cái bội những cái nôi á cả nhà, cái nôi rất là cái nôi rất là dễ thương luôn ha. Ngày biết bao nhiêu năm, ngàn năm mà đã có cái nôi để cho bé nằm rồi đó cả nhà. Và những cái áo đầm này là những cái đầm mà ngày xưa người ta mặc đó cả nhà, đã tái tạo là rất là đẹp luôn ha. Và kế bên nữa thì mỗi một lần mình đi như vậy thì nó cách một cái phòng như vậy thì mình sẽ có một cái ô cửa như thế này nè. Và mình nhìn ra ngoài, mình ngắm mà cảnh đẹp của bên ngoài, ngắm vườn hoa và ngắm cảnh đẹp của cái vùng Indra này. Đó thì con gái mình nó đang tìm hiểu, tại vì nó rất là đẹp, rất là huyền bí luôn cả nhà. Không có theo mình mà còn thích đó chứ đừng nói chi mà mấy đứa bé, mà nhất là mấy bé gái á, thì được đến đây mà xem và tìm hiểu thì quá tuyệt vời luôn. Thì bây giờ đây là căn phòng, không biết căn phòng thứ ba hay thứ tư gì rồi đó. Thì mỗi một phòng như vậy người ta có để một cái bảng chú thích cho mình. Hình như cái phòng này là để phòng giống như là phòng phòng nhà hát vậy đó cả nhà. Đó, phòng nhà hát để cho công chúa đồ xem vậy đó. Rồi rồi qua kế bên nữa thì lại là một cái phòng khác nữa. Thì mỗi một cái ô, đến một ô vậy mình sẽ quay qua bên ngoài cho cả nhà xem. Thì cả nhà nhìn thấy không, bữa nay thời tiết nó cũng khá là đẹp nên mình quay nó cũng rất là rõ. Thì ông xã mình cũng rất là ngạc nhiên với cái vẻ đẹp này. Đây là cái bộ đồ mà ngày xưa mà người ta đi đánh trận đó cả nhà, không biết sao mà mặc vô mà đi cho nổi nữa. Thì ở trong đây nó rất là rộng luôn nha cả nhà. Mình đi mà có thể nói là nhưng mà người ta thiết kế rất là dễ hiểu và dễ đi, mình không có bị lạc đó. Còn chỗ này là chỗ phòng đồ chơi, phòng đồ chơi của công chúa và của công chúa đó cả nhà. Thì rất là đẹp, có những đồ chơi đủ thứ, có xe chạy ngựa, rồi đồ búp bê, rồi có chơi tàu điện đồ đó. Thì đó là phòng đồ chơi. Thì sau đó thì cũng có cái bệ nè, chứ không được tàu điện chạy vòng vòng, nhưng bây giờ ngày xưa mà người ta đã thiết kế được như thế này rồi đó cả nhà. Thì tiếp đến thì mình sẽ đi qua một cái phòng kế bên nữa. Cái phòng đồ chơi mình nhìn ngạc nhiên luôn. Còn cái phòng kế bên này rất là ấn tượng luôn cả nhà. Đây là một cái phòng của công chúa mà đẹp nhất trong các vị công chúa ngày xưa.
Thì đây là cái người ta chỉ tái tạo lại thôi, ngay cả nhìn nhìn rất là đẹp, như có kiến nè, có cái nôi đồ đó, như công chúa mặc cái bộ đồ, trong cái bộ đồ rất là đẹp luôn ha. Thì nhìn đẹp lắm cả nhà, đúng là đẹp nhất luôn á, trời ơi, đẹp thật là đẹp luôn á. Còn bây giờ thì mình sẽ phòng của công chúa rất là đẹp luôn ha cả nhà, đó, từng cái vật dụng rất là đẹp luôn. Thì bây giờ mình sẽ đi qua tiếp cái phòng kế bên. Thì cái phòng kế bên này là dùng để chứa những cái mà vật dụng nhưng mà cũ kỹ ngày xưa đó cả nhà. À, vật dụng mà giống như là ngày xưa là người ta sử dụng nhưng mà nó hư hỏng nhiều quá đó không, nên người ta đã gom lại để lại ở đây. Thì có rất nhiều những như là xe cưỡi, xe ngựa nào, rồi xe đẩy này kia, rồi đó ngày xưa mà người quý tộc người ta xài đó cả nhà. Thì còn cái bên này là cái phòng rất là đặc biệt mà các bé gái đứa nào cũng mê, đó là phòng của người đẹp đang nằm ngủ đó cả nhà. Thì có hoàng tử đến ha. Thì câu chuyện cổ tích này rất là nổi tiếng và những đứa trẻ nào cũng biết đến cái câu chuyện này. Thì công chúa nằm ngủ rất là đẹp luôn ha, và trên một chiếc giường cũng rất là xinh xắn. Thì hoàng tử đến để hôn con người đẹp, và người sau một giấc ngủ dài thì người đẹp đã tỉnh dậy. Thì cái phòng của người đẹp ngủ trong rừng này á thì cũng được trang trí rất là trang trọng luôn cả nhà, rất là xinh xắn vậy ha, như là một nàng công chúa vậy đó. Thì bây giờ mình sẽ mời cả nhà đi tiếp qua một cái căn phòng nữa. Thì đây là căn phòng này là giống như hoàng tử giống như đang đi săn ở trong rừng đó cả nhà. Đó thì còn bên chứ còn bây giờ mình sẽ tiến về cái phía gác xếp. Thì cái gác xếp này nó chứa rất là nhiều vật dụng hồi rất là và là có thể nói là cổ nhất luôn nha cả nhà. Thì giống như cái phòng hồi nãy là những cái đồ cổ xưa đã bị hư hỏng không còn sử dụng được nữa. Thì đây cũng là một cái nơi để lưu trữ những cái vật dụng ngày trước mà nó bị hư hỏng nhiều á, và người ta đã gom lại, người ta để ở đây. Đó là cả nhà thấy không, đây là chiếc xe ngựa nè, rồi những cái hòm gương, những cái tủ ghế bàn, nói chung là những cái vật dụng nó đã trải qua hàng thế kỷ thì nó đã hư hỏng nặng, cho nên là người ta đã gom lại và người ta để ở đây. Tuy nhiên thì mình đến đây để mình ngắm nhìn được những cái vật như thế này mà ngày những người quý tộc ngày xưa người ta dùng đó cả nhà, thì mình rất là rất là thích luôn đó cả nhà. Tại vì nó giống như nó hàng thế kỷ ngày mà người ta đã làm ra được những cái vật dụng như thế này thì thật là ngưỡng mộ luôn đó. Nó có những cái ghế đó thấy không cả nhà, những cái ghế này ngày xưa nè là người ta làm rất là đẹp luôn ha. Thì bây giờ mình sẽ đi lên một cái gọi là tới đỉnh rồi đó cả nhà. Trên cái trên sắp mình sẽ còn một vòng nữa là mình sẽ đi lên cái đỉnh của cái tháp này. Thì cái phần trên đỉnh này á là cao nhất của trên trên đến đây là mình hết rồi nha cả nhà, giống như tới cái nóc nhà rồi đó. Thì mình sẽ đi lên đây, hay mình sẽ đi lên tham quan tới trên luôn, và sau đó mình sẽ đi xuống. Ở đây thì nó có một cái hình nộm cả nhà, để giống như người lính, người quân đội ngày xưa đó. Thì trước khi lên tới cái đỉnh của cái tòa nhà này thì mình sẽ qua một cái phòng để mình thấy con gái mình, nó nói mẹ con thiếu thiếu một cái phòng nữa nên là đã dẫn kêu ba mẹ phải qua đây. Thì đây là cái phòng của bà phù thủy nha cả nhà. Thì bà đang ngồi dệt lụa đó. Thì đây là một cái bức tranh này mình không biết là từ thế kỷ nào nhưng mà mình nghĩ nó rất là cổ luôn và rất là đẹp luôn ha. Con gái mình nó đang đứng nó xem mà tìm hiểu thêm một nàng công chúa, một nàng công chúa rất là đẹp đứng kế bên. Thì đây còn trên đây là đỉnh đó cả nhà, để đó cái này không biết làm bằng gỗ gì nhưng mà rất là chắc luôn ha, bị mất hết một hai cây gì rồi. Thì mình quay xung quanh cái chóp đỉnh trên trời cả nhà xem. Thì sau khi xem xong thì cũng là cũng hết rồi cả nhà. Thì bây giờ mình sẽ đi xuống và trở ra ngoài. Thì đây là còn một phòng cũng là phòng của phù thủy này cả nhà, phòng phù thủy làm phép thuật ha. Thì nhìn rất là ma mị và rất là âm u, nhìn thật là đáng sợ. Mình nhìn là mình sợ luôn. Rồi thì bây giờ thì mời cả nhà ra ngoài và sẽ tham quan cái
tòa nhà kế bên, cái lâu đài kế bên nó cũng nối liền với cái lâu đài này ha giống cả nhà. Thì bây giờ mình sẽ vào, mình mời cả nhà xem video kế tiếp để cùng vào bên trong tham quan cái lâu đài nơi mà vua ăn uống và phòng nghỉ ngơi của vua. Thì trước khi mình dừng video thì mình cũng quên chia sẻ với cả nhà, đó là cái bây giờ mình sẽ mời cả nhà tham quan cái dưới cái chỗ mà nhà tù của cái lâu đài này. Thì giống như mình nói từ đầu video thì cái nhà tù thì nó nằm phía dưới chân của cái lâu đài, thì nó rất là ẩm nha cả nhà, giống như cái lối đi vào người ta cũng nói mình là nó nhỏ đó, cho nên nếu người nào mà cao to thì phải chú ý cái chiều cao của mình, và bên trong nó rất là dễ trượt, cho nên mình muốn khám phá và con mình cũng muốn khám phá nên đã vào đây. Nhưng mà thật ra vào đây nó không có cái mùi, nó rất là khó chịu nha cả nhà, rất là khó ngửi và nó nhìn nó âm u lắm. Thì nhà đúng là nhà tù luôn ha cả nhà. Thì bây giờ mình sẽ nhanh đi ra chứ mình không có, mình thấy khó chịu quá đó. Rồi bây giờ thì mình xin chào tạm biệt cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà ở cái video sau, rất là hay và rất là đẹp và rất là thú vị luôn. Cảm ơn cả nhà. Bye bye.